Thời điểm này, tại các vườn hoa cây cảnh trên địa bàn huyện Khoái Châu, nhộn nhịp không khí lao động, nông dân tất bật vun tưới, tỉa cành để giúp cây phục hồi sau thời gian trưng bày dịp Tết vào vụ hoa cây cảnh mới phục vụ nhu cầu của thị trường. Gia đình chị Đỗ Thị Thúy ở xã Tư Dân gần 10 năm nay đã quy hoạch trồng hơn 3,5 mẫu đào với trên 1.500 cây. Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, trên 85% số lượng đào trong vườn của gia đình chị được khách hàng mua. Mùa xuân là thời điểm cây sinh trưởng tốt nhất. Đây là thời điểm quan trọng để tạo ra những cây đào có thế đẹp cho năm sau. Do đó, các khâu trong quá trình trồng và chăm sóc cây đào đầu năm được gia đình chị tiến hành tỉ mỉ, từ việc xử lý rễ, cắt tỉa cành, xử lý đất, đủ ánh sáng. Các gốc đào phải được vun cao từ 20 đến 25cm để tránh ngập úng. Khi trồng cây ổn định, nó ra rễ rồi thì khoảng một tháng thì mình cho ăn. Đỗ mới lân, giống của nhà mình là tự sản xuất lấy. Giống chuẩn thì mình làm tự tin hơn, phát triển tốt mà cây hoa của nó cho thu hoạch cũng rất là đẹp. Xã Bình Minh, địa phương nổi tiếng với sản phẩm cây cảnh có múi. Những ngày này mới thấy, dù là thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhưng không khí lao động tại các nhà vườn nhộn nhịp không kém so với thời điểm giáp Tết. Xã Bình Minh hiện có trên 70 hecta trồng quất cảnh. Các nhà vườn ở đây đang tập trung nhân công cắt bỏ quả trên cây, bấm tỉa cành làm đất, chuyển các loại cây giống quất bưởi cảnh vào chum, chậu, lọ lục bình, sẵn sàng một chu kỳ chăm sóc mới phục vụ Tết năm sau. Năm nay có cái hướng là tăng về cái chất lượng cái sản phẩm lên để làm sao mà năm tới mà đưa ra cái thị trường cho người chơi và người dùng là có cái sản phẩm là mãn nhãn. Trước hàng phổ thông thì mình làm cái đằng dù 50 mới nọ đỏ 40. Nhưng mà năm nay là gia đình là có cái hướng là an khay và đi về cái dòng bonsai nhiều hơn. Nông dân xã Bình Minh trồng quất cảnh thì là thu nhập cũng khoảng 200 tỷ. Nhân dân cũng rất là phấn khởi, hồ hởi và đang bắt tay vào chuẩn bị những nguyên liệu để phục vụ cho một năm mới. Chúng tôi năm nay thì cũng định hướng cho nhân dân là cũng không nên ồ ạt mở rộng diện tích để đảm bảo cho cái lượng cung ra thị trường. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, huyện Khoái Châu cung cấp ra thị trường hàng vạn sản phẩm hoa, cây cảnh các loại. Để nâng cao chất lượng hoa cây cảnh đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, người dân tại các địa phương tiếp tục đầu tư hạ tầng, đa dạng kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm hoa cây cảnh.